phật dạy này thiện hiện vì tĩ giới chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn, tại sao vì tĩ giới chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì hương giới cho đến các thọ, do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tỷ giới rốt giáo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo không nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thiệt giới rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì thân giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì xúc giới thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Mạch thế tôn tại sao vì thân giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì ý giới chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới ý thức giới và ý xúc Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì ý giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh này thiện hiện vì ý giới rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh